chợ Tây Mỗ Nam Từ Liêm, Hà Nội được đầu tư với quy mô 3.600 m², gồm chợ chính, nhà ban quản lý và công trình phụ trợ. Tổng kinh phí xây dựng là 22,5 tỷ đồng, được chấp thuận vào ngày 7 tháng 5 năm 2023. Nhưng đến nay thì công trình vẫn bị dở dang và bỏ hoang. Khu chợ này đã xây dựng hệ thống nhà quản lý, bảo vệ tường rào và một dãy chợ. Sau một thời gian dài không được sử dụng, khu chợ đã xuống cấp nghiêm trọng, cỏ dại, vật liệu xây dựng chắn mọi lối đi. Chợ Tây Mỗ nằm ở vị trí vắng vẻ, không được quản lý chặt chẽ. Nhiều người dân ý thức kém đã xả rác trộm vào các nhà bỏ hoang, gây ô nhiễm nghiêm trọng. Lâu nay đây cũng là nơi tập trung của tệ nạn xã hội. Bỏ hoang 4 năm nay rồi mà. Xây xong mà bỏ đấy làm gì có ai họp mà cũng chẳng ai ra. Chợ đấy thì bỏ hoang thì nói chung là tất cả những cái tệ nạn xã hội nó tập trung vào đấy. Chúng là xây không họp được, không đúng chỗ hoặc người ta không thích ra đấy. Người ta không muốn ra, xây lãng phí tiền của nhà nước. Ở đấy là cái thứ nhất là nó ngược đường. Cái thứ hai là nó ở đấy nó không phải trung tâm, mà lại ở đấy nó lại chật chội. Nếu mà cái gì ta xuống chợ chính, nếu mà bảo là cái chợ ý để họp thì không ai ra, người ta ra xuống chợ chính hết. Nếu mà cấm ở đây thì ra xuống đấy hết, xuống chợ to. Cách chợ Tây Mỗ khoảng 3 km, chợ Phú Đô, Nam Từ Liêm cũng bị bỏ hoang nhiều năm nay. Chợ được phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 11 năm 2014, sau đó khởi công xây dựng vào năm 2016, tổng vốn đầu tư là 18 tỷ đồng. Sau gần 10 tháng thi công, dự án này cơ bản được hoàn thành. Tuy nhiên, gần 7 năm qua, công trình không được đưa vào sử dụng. Chợ luôn trong tình trạng cửa đóng then cài. Trước những công trình chợ dân sinh bị bỏ hoang gây lãng phí, người dân mong muốn khu chợ sớm được đầu tư sửa chữa lại các hạng mục và đưa vào sử dụng để người dân xung quanh được hưởng lợi.